Đang xin chào bạn. Sau đây là Đang xin giới thiệu các bạn cái câu đài. Từ đây cái ngả các bạn nhé. Cái ngả. Các bạn lúc nào bạn mỏi các bạn có thể ngả phần phần này. Bạn ngả lên ngả xuống được này. Đấy, ngả xuống. Ngả lên theo chiều tựa này. Đấy, ngả theo chiều nâng tựa. Đấy, dựa ví dụ các bạn dựa lưng này. Bạn dựa lưng thì bạn ngả lên như này. Bạn ốc hai bên các bạn nhé. Đấy, bên này là bên sát bên trong. Đấy, có thể ngả hẳn xuống luôn nếu các bạn không muốn tựa. Đó, không muốn tựa các bạn ngả hẳn xuống. Đấy, không muốn tựa ngả xuống. Đây, Hải Đăng lắp sẵn và quay bạn. Còn về các bạn là tự lắp. Lắp đơn giản thôi. Lắp mỗi chân này, lắp chống bốn góc này. Lắp bát. Lắp cái bát vào với nhau. Đây. Lắp này đơn giản thôi. Đây là khay đỡ mồi. Đây, có lâm châm ở đây các bạn. Hơi lên một tí, xoay ra. Đây, trộn mồi dưới được, trộn mồi lên trên. Bạn có thể chỉnh được sang theo ý của các bạn thôi. Bạn thích để cạnh này chẳng hạn cũng được, hoặc để vào giữa cũng được. Không bắt buộc. Chân này có thể các bạn nâng hạ được. Đấy, các bạn nâng hạ đây này. Nó có một cái bi này. Đấy, các bạn bóp vào đây. Đấy, bóp vào. Bóp xuống để mình hạ rộng, bóp đấy, hạ từng nấc một để bạn chỉnh độ cao của ghế khi địa hình nó không được bằng phẳng, địa hình bên cao bên thấp, góc ngọ góc kia thì các bạn chỉnh vào cái chân ghế như vậy. Này tiếp đến những cái bát chống cần và bát giò có trong cái túi đen này, túi nhỏ này, túi phụ nữa đi theo bát của nó đây. Bốn cái tất cả các bạn nhé. Bốn cái bát tất cả. 1, 2, 3, 4.
Vừa rồi Hải Đăng Fishing đã giới thiệu các bạn ghế câu đài ngà địa hình. Hải Đăng Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.